Vô em. Em nghĩ sao vậy? Em nghĩ sao mà muốn làm vợ tôi? Trèo cao hả? Em không có xứng đáng. Loại gái hầu rượu những cái nhà hàng á, quán như em á, không có tư cách làm vợ thằng này. Anh đường đường là trưởng phòng kinh doanh, muốn lấy anh á, lý lịch phải trong sạch. Còn em làm gái mà. Nhưng mà anh nói với tôi, khi nào anh thành công, anh có tiền rồi anh sẽ cưới tôi về làm vợ. Anh còn nói là anh sẽ cho tôi một đám cưới trong mơ nữa mà. Tại sao bây giờ lại trở quỷ như vậy? Thì cũng em nói rồi đó, đám cưới trong mơ là em ngủ đi rồi nằm mơ ha. Nằm mơ mới được làm vợ của anh. Anh đâu có khùng đâu mà lấy một người lý lịch dơ như em. Cũng này, mày chống với tao hả? Chống với tao là có con đường chết thôi biết chưa mày. Tôi đi làm kiếm tiền là để nuôi cho anh ăn học thành tài như bây giờ. Bây giờ anh có tất cả mọi thứ rồi, anh quay sang anh cắn tôi đúng không? Anh được lắm, tôi sẽ không để cho anh yên ổn đâu. Nghe anh nói nè, cái chuyện ngày trước em nuôi anh á, đó là quá khứ rồi ha. Còn anh tính ở thời điểm hiện tại, em không xứng đáng làm vợ của anh. Người em á như một cái toilet công cộng, ai muốn đi muốn dội muốn xả là tùy ý. Thì nghĩ sao mà anh lấy em? Ngủ đi rồi làm mơ nha. Còn bây giờ mày liệu hồn. Thằng khốn này, ly này. Tao nói cho mày biết, tao giúp mày được, tao cũng sẽ hủy hoại mày được. Nam hả? Có việc cho mày làm nè. Ừ, tao nhớ mà. Tối tao qua. Ừ, vậy nha. Mày thích chống cự không? Hả? Tao nói á thì nghe lời tao. Đâu có tới nông nổi như vậy. Lì. Hôm nay á mày phải chết nghe chưa? Buông tay ra Nam. Trời ơi, mày làm cái gì vậy Nam? Một cái người đẹp như vậy mà nỡ lòng nào mày vùi hoa dập liễu như vậy? Ai cho mày đánh cổ hả? Tao nói mày sao? Tôi kêu mày không được đụng tới cổ mà. Anh Khánh, anh thả tôi ra đi. Anh làm gì vậy? Muốn sao? Thả ra hả? Đâu có dễ đâu em. Anh tốn rất là nhiều tiền để bắt được em mà. Anh đâu ngu mà thả em. Tôi không ngờ anh bày ra mấy cái trò đốn mạc này. Rồi sao? Tại sao anh có thể làm như vậy? Tôi là người nuôi anh ăn học thành tài mà. Tại sao bây giờ anh lại hủy hoại cuộc đời của tôi? Hả? Tôi làm gì sai với anh? Tôi làm gì sai với anh? Anh phải làm như vậy với tôi. Anh nói đi. Im. Im. Bớt kể công, bớt nói chuyện đạo lý ở đây ha. Quỷ hoại hả? Chính mày muốn quỷ hoại tao trước. Chẳng qua tao đi trước một nước cờ thôi, chứ không mà giết tao sao? Tao đâu có ngu. Bây giờ em vô tay anh rồi, anh muốn làm gì em đó là chuyện của anh. Xử nó cho tao nhanh gọn lẹ càng tốt. Bữa nay mày mà có làm gì tao, tao sẽ không để cho mày sống yên đâu. Tao có chết, tao cũng sẽ hóa thành oán linh. Tao đứng trên đầu mày, tao leo lên cổ mày, tao ám mày cho mày không ngóc đầu lên nổi. Ôi, cái thứ gà ăn xong việc mỏi như mày á, cẩn thận, ác giả ác báo đó. Ôi, em nói làm anh sợ quá, anh sợ run người luôn á. Em tính làm gì anh? Hả? Tính làm gì tao? Tao nói cho mày biết, mày muốn làm vong hồn lên đòi nợ tao hả?
Tao cho mày tội nguyện. Trong xã hội này người nào có tiền người đó có quyền. Khi mà anh xử em rồi á, thử coi người ngoài á tin một thằng trưởng phòng như anh hay là tin một con hầu ruộng như em. Sửa nào. Để tao. Đánh nào. Ba. Mày khùng quá Nam. Sao mày đánh tao? Tao thích đánh mày đó. Vậy tại sao nãy mày tát tao? Cái tát đó đang rất là cay nghe chưa? Nghe chưa mày? Mày điên hả? Tao là người trả tiền thuê mày đó. Đúng. Mày là người trả tiền cho tao. Nhưng bên đây trả tiền cao hơn. Bên nào cao tao làm bên đó. Mày... Ok. Mày. Anh nè. Anh là ai vậy? Cái gì? Em đã lọt vô tay anh rồi thì không cần biết anh là ai. Anh là một con mèo đang chết đói và đang rất là thèm mỡ. Nè, nè, anh bình tĩnh lại đi. Có gì mình từ từ mình nói. Anh thả tôi ra đi. Bình tĩnh cái gì em? Trời ơi, em lọt vô đây rồi mà kêu bình tĩnh. Một nam một nữ vô đây sao bình tĩnh vậy? Anh, có gì mình từ từ mình nói nha anh. Anh nghe em hỏi rồi. Ai xuống làm chuyện này? Mày hỏi cái gì vậy? Mày điên hả? Tao nói ra rồi sao tao nhận tiền người ta? Anh còn tiền hả? Về 100 triệu. Đủ không? Bao nhiêu? Chỉ cần anh khai ra cái người xuống anh làm chuyện này thôi. 100 triệu. Đúng rồi. Dù sao cũng đã lấy tiền của ông Khánh rồi. Và lấy thêm tiền của nhỏ này nữa. Thì mình là người có lợi nhất. Anh nghĩ thử coi. Bây giờ anh hãm hại tôi, anh hủy hoại cuộc đời tôi, anh đâu được gì đâu. Thay vì đó, anh có 100 triệu, anh không phải dính líu tới pháp luật nữa. Trong túi của tôi á, có 10 triệu, anh cứ lấy trước anh làm tin đi. Khi nào xong chuyện á, tôi gửi thêm cho anh. Để coi đúng như lời mày nói không. Được. Bây giờ anh cầm số tiền này đi. Anh chỉ cần khai ra người xúa làm chuyện này, rồi kết hợp với tôi làm sáng tỏ mọi chuyện. Tôi sẽ đưa phần còn lại cho anh. Ok. Chốt đơn. À! Cái tái thứ nhất là dành cho kẻ vô ơn như anh. À! Còn cái tái thứ hai là để nhắc cho anh nhớ ngày hôm nay anh phản bội tôi, anh muốn hủy hoại cuộc đời tôi, anh phải trả cái giá đắt. Thôi, cho anh xin lỗi em đi. Có gì từ từ mình đàm phán nói chuyện được không em? Đừng có quýnh anh nữa, anh chịu không nổi đâu thôi. Đây. Tất cả những gì vừa xảy ra, tôi đã quay lại cái video này hết rồi. Giao điện thoại này cho cô. Rồi cô muốn xử lý cái thằng này như thế nào, đó là việc của cô. Tôi hoàn thành nhiệm vụ. Ok. Anh nhớ lại coi. Tôi là người nuôi anh ăn học ròng rã suốt 7 năm trời. Để bây giờ anh thành công rồi, anh quay lại anh chê tôi là một con hầu rượu hả? Nhưng mà tiếc quá, bây giờ tôi đã là bà chủ của quán đó rồi. Tôi còn chưa kịp nói với anh, anh đã phản bội tôi rồi. Tôi sẽ gửi cái đoạn clip này cho gia đình anh, cho sếp của anh, cho bạn bè đồng nghiệp của anh. Trong đó có vợ tương lai của anh là con của sếp anh đó. À mà quên nữa, tôi còn phải gửi cho công an nữa chứ. Để coi thử lúc đó mặt mũi anh để đâu. Anh đang nghĩ em đó thôi. Anh khỏi năn nỉ đi. Loại người như anh tôi không còn gì để nói nữa hết. Đây là những gì mà tôi đã hứa với anh. Chiếc nhẫn đó có giá trị hơn 100 triệu đó. Cảm ơn anh đã giúp tôi. Cảm ơn bà chị. Đúng là bà chị quá uy tín. Còn mày, nói thiệt nha, nãy giờ nghe câu chuyện này của mày á, tao là đàn ông mà tao còn chấp nhận không được thì huống chi là cái chị gái ở đây. Nè, mai mốt đổi cách sống lại đi. Chứ sống như vậy mà ra xã hội á, dễ ăn đấm lắm.